Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Mình vừa mở TikTok ra ấy, thì thấy có một em hỏi mình rằng là cô ơi, cô có thể gợi ý cho em những cái công việc mà khi vào một công ty mới thành lập được không? Thì thứ nhất là em lại không hỏi xem nào em đang làm ở cái vị trí nào. Thế tuy nhiên là hôm nay thì cô sẽ chia sẻ cho các em những cái công việc và những cái thủ tục về thuế cho một công ty mới thành lập nhé. Thì khi mà vào một công ty mới thành lập ấy, thì các em sẽ chia nó ra làm 4 phần việc. Cái phần việc thứ nhất là các cái thủ tục hành chính về thuế. Đấy, thì cả với cái thủ tục hành chính về thuế này thì các em phải quan tâm. Thứ nhất là về phí lệ phí môn bài. Đấy, khi mà nhận được cái giấy phép đăng ký kinh doanh cái là mình phải quan tâm đến cái sắc thuế này. Xem nào, thời hạn nộp tờ khai là bao giờ? Thời hạn nộp thuế là bao giờ? Thế và cái thủ tục để nộp được tờ khai, nộp được thuế là phải làm những cái gì để nộp được ấy. Đấy, sau đó thì đến hàng quý, vì công ty mới thành lập thì các em sẽ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. À, thuế thu nhập cá nhân cũng kê khai theo quý. Đấy, thì cứ hàng quý là các em sẽ nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Đấy, xong rồi đến cuối năm thì sẽ có báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đấy, thế còn sau đến cái mục số 2 là cái thủ tục về hóa đơn. Thì các em sẽ làm cái thủ tục để phát hành hóa đơn điện tử. Đấy. Bây giờ không cần phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý nữa đâu. Chỉ làm phát hành thôi. Đấy, và khi mà liên quan đến hóa đơn ấy thì khi xuất hóa đơn thì các em phải tìm hiểu thời điểm nào là thời điểm cần phải xuất hóa đơn, thời điểm nào là thời điểm phải ghi nhận doanh thu. Đối với hóa đơn đầu vào thì các em phải tìm hiểu xem tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn. Thế rồi thì cái hóa đơn đấy, xem hóa đơn đấy nó có đủ điều kiện khấu trừ không. Đấy, đấy là về hóa đơn nhé. Thế xong rồi đến thủ tục về lao động và bảo hiểm. Thì các em sẽ quan tâm xem là công ty mình đang tuyển dụng bao nhiêu con người. Và những người đấy là đang ký ở cái dạng hợp đồng nào. Và các em tìm hiểu luật bảo hiểm xem nào những người này thì đã thuộc về đối tượng phải bắt buộc tham gia bảo hiểm chưa. Nếu mà thuộc về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thì công ty mình sẽ phải làm thủ tục để đóng bảo hiểm lần đầu cho cán bộ công nhân viên. Đấy, và khi làm thủ tục đóng bảo hiểm ấy, thì các em phải quan tâm đến cái mức đóng, xem nào luật bảo hiểm nó quy định đóng phải đóng mức đóng trên cái mức đóng nào ấy. Đấy, thế và hàng tháng nếu mà có tăng có giảm lao động thì các em báo tăng báo giảm lao động, hoặc là hàng năm có tăng giảm mức đóng thì sẽ báo tăng báo giảm mức đóng. Đấy, thế và liên quan đến bảo hiểm thì các em phải tìm hiểu xem nào những cái khoản lương thưởng phụ cấp, những cái khoản nào là những cái khoản mà người ta bắt đưa vào để đóng bảo hiểm. Đấy, để tránh cái trường hợp là mình đóng bảo hiểm trên một mức mà những cái khoản phụ cấp, những cái khoản thưởng kia nó lại thuộc về những khoản bắt buộc tính đóng bảo hiểm mà công ty mình không đóng ở trên đấy thì nay mai lại bị truy thu bảo hiểm ấy. Đấy. Thế xong rồi đến thủ tục về sổ sách. Thì bây giờ cứ hàng ngày phát sinh cái gì thì mình phải mở sổ sách, mình phải ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào đấy. Đấy, xong là các em cứ ghi chép từ đầu tháng đến cuối tháng, xong rồi đến cuối tháng thì mình sẽ phải làm bảng thanh toán tiền lương, hay là nếu mà có tài sản thì phải làm lập bảng chiết khấu hao, có công cụ dụng cụ chi phí trả trước thì sẽ phải lập bảng phân bổ cho nó. Xong rồi công việc của tháng nó cứ được lặp đi lặp lại ở 12 tháng. Đấy, và đến hết một quý thì các em sẽ phải xem nào cái quý đấy là lỗ hay lãi, mà cái lỗ lãi này là lỗ theo luật thuế hay là lỗ theo kế toán. Đấy, các em phải biết bóc các cái chi phí không hợp lý, hay là phải biết bóc các cái khoản doanh thu không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thì khi đó nó mới ra được cái lợi nhuận theo luật thuế, thì mình phải tính thuế trên lợi nhuận theo luật thuế. Đấy, và công việc của quý thì nó được lặp đi lặp lại ở 4 quý. Xong rồi đến cuối năm thì các em lên báo cáo tài chính, và ngoài cái bộ báo cáo tài chính thì các em phải làm cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đấy là khái quát những cái đầu công việc khi mà các em vào một công ty mới thành lập. Đây là các cái đầu công việc từ đầu năm tài chính đến cuối năm tài chính. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của cô Quỳnh sẽ
hữu ích cho các bạn, và đặc biệt là các bạn mới vào nghề. Mời các bạn theo dõi Facebook của cô Quỳnh, mấy cả Zalo, TikTok, YouTube, tại vì là những cái kiến thức này thực ra thì cô Quỳnh cũng chia sẻ rất là nhiều. Gần đây nhất là khi cô khai giảng cái lớp thuế á, thì cô cũng có phát live stream ở trên Facebook. Đấy, nếu mà các em mà theo dõi thì chắc chắn là giờ này các em không cần phải hỏi những cái câu hỏi này nữa, bởi vì những cái kiến thức mà cô Quỳnh chia sẻ lên nó hoàn toàn là những cái kiến thức rất là thực tế. Đấy, thì các em cố gắng là chịu khó theo dõi. Mình chưa có điều kiện học một cái khóa cho nó bài bản ấy, thì các em chịu khó theo dõi. Đấy, thì Facebook của cô Quỳnh là Quỳnh Kế Toán, không có dấu, và mỗi một từ các em cách ra nhá, cách ra và viết hoa. Nói chung là cứ lên Google ấy, gõ cô Quỳnh Kế Toán, nó sẽ lên các trang của cô, bao gồm có cả trang fanpage, có cả YouTube, có cả TikTok, có cả Facebook cá nhân. Thì các em nên kết bạn Facebook cá nhân ấy, bởi vì những Facebook cá nhân là những cái mà cô hoạt động hàng ngày, cô up lên ấy. Đấy, còn trong trang fanpage thì nhiều khi cô cũng không có người quản trị, hay là thỉnh thoảng mà chạy quảng cáo ấy, nó cứ khóa tài khoản quảng cáo, thì thành thử bên cô lại phải lập cái trang khác, thì nó có nhiều trang, mình không biết là trang nào, đúng không? Các em cứ nhìn đâu là Facebook ấy, thì bên cô chỉ có một cái Facebook cá nhân duy nhất là Quỳnh Kế Toán thôi. Thì các em sẽ kết bạn Facebook với cô để theo dõi các cái hoạt động hàng ngày của cô, và để được cập nhật các cái kiến thức hàng ngày rất là hữu ích ở trên đấy. Hay là trên trang YouTube ấy, cô có rất nhiều các cái video mà các cái buổi học hẳn hoi ấy, chứ không phải là chia sẻ những cái chia sẻ ngắn như thường cô up lên TikTok, nhưng mà những cái buổi học dài ấy. Đấy, thì cô dạy các em học viên của mình thế nào thì cứ thỉnh thoảng là cô cũng có thấy cái buổi học đấy mà nó cần cho đi, thì cô cũng lại up lên trên YouTube đi. Đấy, thì YouTube của cô cũng vẫn là cô Quỳnh Kế Toán. Đấy, thì các em có thể theo dõi kênh nhé, để được cập nhật các cái kiến thức thường xuyên các em nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.